Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Hệ thống Alpha thông minh gồm dinh dưỡng thông minh với các dưỡng chất cấu thành não, giao hưởng thông minh kích thích khả năng học tập, vui chơi thông minh giúp bé năng động hơn. Mở ra thế giới mới kỳ diệu của đồ chơi kích thích trí tuệ từ hệ thống chắc khỏe hơn. Thế còn bạn, Pantene dùng